Kính thưa quý vị, trước mặt nhà của một số hộ dân ở đường Hùng Vương này, người ta trồng quá trời hoa luôn. Có một cái ngõ nhỏ đi lên của cái ngôi nhà cấp 4 này, nhìn cũng khá là dễ thương. Khu vực này thì hồi nãy giờ mình thấy bà con đứng xếp hàng khá là lâu để chờ chụp hình cái cây mai anh đào này. Cây mai này khá là hot đó quý vị. Hồi trước mình cũng có làm một cái video khu vực này rồi. Hồi trước thì cây mai này nó cũng đã nở rực rỡ, bây giờ nó vẫn còn hoa rất là đẹp luôn quý vị. Xin chào quý vị, anh chị và các bạn. Hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại ngôi nhà 98 Hùng Vương. Trước cái ngôi nhà này thì có một cây mai anh đào khá là hot, và hiện tại bây giờ du khách đang tìm đến để chụp hình ở khu vực này khá là tấp nập. Mùa này thì hoa mai anh đào đã trổ bông khắp thành phố Đà Lạt rồi quý vị. Đi đâu đâu, con đường nào, ngõ ngách nào cũng có hoa mai anh đào trổ bông, nhìn hồng cả một cái phố núi luôn, rất là đẹp. Có một số cây mai anh đào nó đã trổ bông trước đó rồi đó, thì hiện tại bây giờ những cái cánh hoa nó chuẩn bị tàn và lên lá non, còn một số cây mai thì nó đã lốm đốm rồi. Có lẽ tới Tết ta này thì nó sẽ trổ bông rực rỡ, rất là đẹp luôn. Còn đây là cái quang cảnh của số nhà 98 đường Hùng Vương, phường 10, thành phố Đà Lạt. Đây là một cái căn biệt thự khá là lớn. Và trước nhà, rồi trong khuôn viên người ta trồng quá trời cây cảnh, bông hoa hòe quá trời luôn quý vị này. Nhìn rất là tươi mát, rất là đẹp luôn. Đây là nhà của một cái vị bác sĩ, có lẽ cũng rất là giàu. Những cái cánh hoa của cái cây hoa mai anh đào này có lẽ nó sẽ đẹp trong vòng một tuần nữa thôi. Đến tuần sau là nó sẽ rụng những cái cánh hoa này xuống và lên lá non. Kính thưa quý vị, còn đây là cái quán cà phê sắc màu cũng nằm trên đường Hùng Vương, nằm ngay ngã ba đường Yên Thế và Hùng Vương luôn quý vị. Thì ở trong này người ta thiết kế những cái hình khối, những cái hình điêu khắc cũng khá là lạ lắm. Và trong khuôn viên này thì có một cái cây mai anh đào rất là đẹp luôn quý vị. Hiện tại bây giờ thì bà con cũng đang xếp hàng để lên check in cây cây mai này. Thường thường những cái cây mai á, nó nở bông rất là cao ở trên trời quý vị. Thì có những cái khu vực á, mà người ta leo lên được, đứng gần cây mai để chụp hình thì rất là đẹp luôn. Người ta sẽ tìm tới những cái chỗ như thế này. Và hiện tại bây giờ thì ở đây cũng có một cái chỗ để leo lên đứng gần ngay cái cây mai luôn. Không gian của một cái quán cà phê như thế này thì cũng khá là ồn đó quý vị ha. Cũng không có rộng lắm nhưng mà nó rất là xanh tươi. Ở trong này người ta thiết kế cũng khá là bắt mắt này, khá là lạ luôn. Ở trong này thì chỉ có bữa tối trời lạnh á thì vào trong này ngồi được. Ông mấy chị này phải nói là hy sinh cho nghệ thuật luôn quý vị. Leo lên một cái thang để lên trên này. Đứng trên này thì chúng ta cũng hết sức cẩn thận, tại vì nếu như mà trượt chân thì cũng khá là nguy hiểm.
Bên cạnh những cái cây man đào trổ bông rất là đẹp thì những cái cây hoa mimosa cũng không có kém cạnh đâu quý vị. Có cái màu hoa vàng rực rỡ, nhìn khá là quý phái. Bây giờ thì xin mời quý vị anh chị và các bạn cùng với mình đi đến một cái cây man đào cũng rất là đẹp nữa, nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Chỗ này là được, nó nhiều hoa, mới là nó vừa mới nở xong. Cây 2 này, đây, đây, nó chỉ thế này thôi. Hai vợ chồng nhà đấy cho hai đứa trẻ con lên thì không sợ. Thực ra mà nói là thì hoa hết của nó là nó nắng quá nó chiếu hoa hoa nó nhạt bét đấy, cây mà nắng quá chụp cũng không được đấy, chụp vào nó còn ra hoa đâu. Đây là cây này có nhiều hoa hơn này. Bởi vì nắng nó rọi quá nắng mạnh, nó mạnh nó chiếu nó hoa, làm cho cái hoa mất màu đi, phai màu mẹ ơi. Đấy nhìn này, đấy nhìn như là cây thủ đô đấy, cây thủ đô đấy, nhiều hoa thế mà lên không thấy màu đâu cả. Vừa rồi trèo á, thế là chụp ở chỗ biệt thự có hoa. Không, nhưng mà cái ham đây mình, hoa nó chỉ được này. Mình vừa trèo lên cái cây chụp là cây sau có được không? Sau càng xấu. Nắng quá. Nắng quá nó làm nhạt với hoa đi. Cái màu hoa. Nó do ánh nắng nó mạnh quá này. Đó mình phải tránh nhẹ cái này là phải có filter. Do phải có filter thì là nó dán cái filter màu đen vào thì nó sẽ lên được đỏ. Nhưng mà đây là không có filter nên là nắng nó nhạt hết hoa thật. Tầm này là nhạt hết hoa rồi. Hoa nó phải đỏ đậm thì nó còn lên được hồng. Hồng lên thành trắng luôn này. Đến nhạt rồi. Đấy nhạt lắm. Đây cây này đẹp. Nắng chiếu quá mạnh quá. Cây nào mà có bóng trong râm trong nhà ấy thì chúng ta cây đầu này có thể nó còn đẹp không? Cắt cây tuần đẹp lắm. Đó xem cây thế nào lắm. Nếu mà nó nắng như này thì cũng phải không lên được màu luôn. Cái nào cây sâu trong sân trong nhà. Cái này nó không như mắt thường. Mắt thường mình nhìn ra màu hồng nhưng mà nó lại nhìn ra màu trắng. Chụp di động cũng không lên được ấy. Chụp tất cả các loại đều di động kém hơn nhiều. Di động nhìn nó còn nhạt nhòa, nắng quá. Đây cái này còn lên được này, cái này hồng này lên được. Cái máy này còn lên được đấy, mình để ở cái. Quý vị có thể nghe thấy những cái anh chị này rất là thích đi chụp hoa man đào nhưng mà hôm nay đi khá là trễ, đi vào buổi trưa cho nên chị ánh nắng nó rất là căng, làm cho những cái tấm hình nó bị nhòe đi, không được đẹp. Nếu như mà quý vị đi chụp hình man đào á thì cũng nên đi từ sáng sớm hoặc là chiều muộn, khi mà ánh nắng nó còn nó dịu đi rồi á thì lên hình rất là đẹp luôn quý vị. Tới một đoạn nữa là có một cái cây mai anh đào cũng rất là đẹp, khá là hot luôn quý vị. Thì cái cây mai này hồi trước mình cũng đã làm một cái video rồi, thì hôm nay mình quay lại. Ở trên đường Trần Hưng Đạo này nhìn quang cảnh của thành phố Đà Lạt rất là đẹp luôn quý vị. Xa xa là hồ Xuân Hương và xa hơn nữa là những cái dãy núi của đỉnh núi Lang Biang. Cái cây mai này thì người ta làm một cái cầu ra và đứng rất là gần cây mai để chụp hình luôn quý vị. Cái khúc này thì hồi trước mình cũng có làm một cái video rồi. Lúc đó thì cây mai này nó cũng trổ bông rực rỡ. Hiện tại bây giờ nó vẫn còn bông rất là đẹp, nhưng mà đã lốm đốm lên lá non đó quý vị nè.
Địa điểm này thì cũng khá là hot. Đây là quán cà phê đấy quý vị ha. Bên dưới là quán cà phê. Trên này thì bà con đang đứng xếp hàng để chờ chụp hình cái cây mai này. Mấy chị ở ngoài này thì cũng chụp hình khá là lâu, còn bà con ở trong này thì khá là sốt ruột. Nói chung thì còn rất là nhiều những cái cây mai anh đào đẹp nữa. Chúng ta có nhất thiết đứng xếp hàng như thế này không? Nhưng mà đôi khi đứng xếp hàng và chờ đợi cũng là một điều rất là thú vị đó quý vị. Cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã theo dõi cái đoạn clip vừa rồi. Bye bye, xin chào tạm biệt quý vị.